đó. Lấy xe thì các bạn thấy cũng okay, người như thế nào. Hiện dạng thì mình đang ở khu vực Diên Thanh. Ngay dưới cây dù đôi, dưới cây dù đôi xíu. Hiện dạng bây giờ nó đã mấy anh công an để không cho đi xuống rồi nha. Tức là cục bộ toàn bộ còn đoạn đường 230 nha anh em. Cua quay được không? Mình giờ mình chỉ cua quay, không thể lên được. Quay quay đây được mà. Giờ này con đường này chỉ đi bằng xe thôi. Ê, ê, ê. Anh em nào mà cứ đi làm thì tốt nhất là đi đường Đà Lạt nha, đường Võ Nguyên Giáp nha. Không nên đi đường 23 tháng 10. Hiện trạng trên Diên Khánh chỉ có hai con đường lớn là đường Đinh Sáu và đường Võ Nguyên Giáp. Và trên đó là một con đường trên trường Trần Đại Nghĩa, anh em nên đi đầu đường đó, ok. Đừng có chui vào những